Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 12 của bộ truyện Nhân Cách Nguy Hiểm. Được rồi nhé. Với lại Khương Vũ và Hiểu Lan đều không nỡ để tôi đi. Khương Vũ, tôi Hiểu Lan. Chẳng phải chỉ là một chỗ ngồi ăn bữa cơm thôi sao? Ngồi đâu cũng là ăn mà, ngoài kiến thức không hết. Chị Thanh không còn lựa chọn. Sau khi ngồi xuống, Sở Lâm lại không nói thêm gì nữa. Chỉ thỉnh bơ cầm cái ly đựng nước chanh trước mặt anh đi. Chị Thanh ngước mắt lên nhìn hắn. Sở Lâm giải thích, lạnh rồi. Chị Thanh lại thu ánh mắt về. Sở Lâm giống như âm hồn bất tán. Chưa đến 20 giây lại xuất hiện trong ánh mắt của anh. Tay của tay của người đàn ông đang cầm ly thủy tinh, đặt ly nước cũng hơi nóng trước mặt anh, có lại rót nước vào ly không của chị Thanh chuyển đến chỗ của mình. Lúc cậu đứng nói chuyện ở cửa tôi nghe ra được cậu hơi cảm, đã đo nhiệt độ chưa? Chị Thanh luôn cảm thấy trạng thái người nợ của hắn không thể duy trì quá thời gian. Hai câu nói không chừng câu tiếp theo sắp nói xin lỗi, hôm đó tôi không nên đè cậu xuống đất, vân vân. Thế là thật, thế cắt đứt chủ đề. Cảm ơn, không cần anh nhạc lòng. Tôi hiểu Lan hiếm khi thấy dáng vẻ chỉ Thanh không đeo bông tay. Con người luôn tràn ngập đầy tò mò về thứ mà bình thường mình rất ít khi gặp. Không ngồi trước mặt chỉ Thanh, không kìm được nhìn đôi tay đó vài lần. Sừng tay thon dài, dưới ánh đèn sợi đốt màu trắng, cứng trắng đến chói mắt. Thực ra chỉ Thanh cũng đang cụp mắt nhìn tay của mình. Một là vì không mang găng tay, nên thấy không thoải mái. Nhiệt độ ly nước được kiểm soát vừa đủ, nhưng anh vẫn cảm thấy bỏng tay. Hai là Giả Lâm đang ngồi bên cạnh, khiến anh nhớ lại một chuyện không biết có phải trùng hợp hay không. Tay Giả Lâm đặt bên cạnh anh, đốt ngón tay của hắn rõ ràng, cổ tay gầy gầy, đầu ngón tay hững hờ ở trên mặt bàn. Hắn vẫn là dáng vẻ đó, đang nghe đám người Quý Minh Nhuệ nói chuyện. Quý Minh Nhuệ đã chia sẻ chuyện điều tra hôm nay. Tôi đến tiệm dân, đứa bé kia nói với tôi, có hai người đứng mua ra. Chỉ đang nhúc những ngón tay, rồi ngón tay gọi thành ly, thầm nói. Lần trước không đọc được, chỉ là trùng hợp sao? Có lẽ chỉ là đúng lúc, hắn không nghĩ gì và khoảnh khắc đó thôi. Một người sao có thể không có tiếng lòng chứ? Thật ra chỉ Thanh muốn thử xem rốt cuộc lần trước có phải trùng hợp hay không. Nhưng ngón tay của anh vừa cong lên, không 1 mm lại nhanh chóng dính thành lý đi lại. Rõ ràng là chứng ơn sạch sẽ của anh không cho phép. Đụng hay không đụng, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn. Trên bàn ăn có nhiều cặp mắt đến vậy, trong ánh nhìn của mọi người, vô hình chung tăng thêm gánh nặng tâm lý. Chỉ Thanh chậm chạp không nghĩ. Tay Giải Lâm lại gặp lại trước. Hắn quẹt điện thoại xem đồng hồ. Sau đó tay buông xuống bên hông. Không đặt lên bàn nữa. Tay Giải Lâm đặt kế bên khăn trải bàn đang xếp chồng lên nhau. Đây là một tư thế sự bí mật. Không ai sẽ chú ý đến. Lục đĩa dưới bàn. Lần đầu tiên trong đời, mình tò mò về một người của Chí Thanh. Dần dần áp đảo cảm giác khó chịu do chứng kiến sạch sẽ mang đến. Thế là mấy phút sau, chỉ đang cố hết sức, mang tâm trạng phức tạp thả lỏng tay, bình tĩnh buông về xuống, thả tay đến vị trí sẵn sàng đâm, mu bàn tay của hai người gần như sát vào nhau. Sau đó chỉ đang sáng nhẹ, giữ một ngón tay ra, đựng mu bàn tay của Dạ Lâm. Thế vì nhớ là đừng, không bỏ, dần từ trò, đều tạ, phù hợp đi. Chỉ đang trò xong, chờ mấy giây, không trả thấy giọng nói biến dạng kia. Bên tai vẫn là giọng nói với Minh Nguyệt đang hướng xa, hướng dít. Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video ở truyện tiếp theo nha.